Bố ơi, cuối tuần này cho con đi dã ngoại với lớp. Xin mẹ mày ấy, mẹ cho thì đi. Bố nói mẹ giùm con đi. Mày ghê, mày hỏi bả đó. Ăn trái cây xong rồi á, anh á thì đi rửa chén, con á thì đi học bài, nghe chưa? Của anh nè. Cảm ơn em. Của con nè. Dạ, xin. Bố ơi, cuối tuần này lớp con tổ chức đi dã ngoại qua đêm ở Vũng Tàu, bố cho con tham gia nhé. Đi đâu? Dạ đi dã ngoại ở Vũng Tàu. Ừ cũng được, nhưng mà sáng dậy con nhớ đánh răng đó nha. Thôi thế mày không hỏi ý kiến bố à? Hỏi gì nữa đây? Mẹ chịu thì bố phải chịu thôi chứ sao? So lâu mi like you do, lâu 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 mi like you do. Mẹ ơi, mẹ cho con xin tiền, cuối tuần này con đi liên hoan ạ. Lại liên hoan, suốt ngày mẹ cứ thấy con xin tiền liên hoan là sao? Học thì không lo học, làm chưa ra tiền cho nên không biết tiếc phải không? Dạ, không phải đâu mẹ. Bố, giúp con với. Đây, ví đây con, cầm lấy, thoải mái đi con. Ôi tuyệt vời, con cảm ơn bố. Ơ sao có mấy đồng lẻ vậy bố? Hỏi mẹ mày ấy. Hỏi mẹ mày ấy. So lâu mi like you do, lâu 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 mi like you do. Bố ơi, con muốn lấy vợ. Sao bố lại tát con? Xin lỗi đi. Tại sao con phải xin lỗi? Xin lỗi ngay. Con có làm gì đâu. Xin lỗi ngay đi. Con xin lỗi. Tốt, tốt. Con đã trưởng thành rồi. Mình không có lỗi gì mà mình vẫn có thể xin lỗi được thì con đã có thể lấy vợ được rồi. So lâu me like you do, lâu 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 me like you do.